Lời Đức Chúa Trời hàng ngày. Đối với mỗi bước trong công tác của Đức Chúa Trời, có một cách mà con người nên phối hợp. Đức Chúa Trời tinh luyện con người, hầu cho họ có sự tin tưởng khi trải qua những sự tinh luyện. Đức Chúa Trời hoàn thiện con người, hầu cho họ có sự tin tưởng được hoàn thiện bởi Đức Chúa Trời, sẵn lòng chấp nhận những sự tinh luyện của Ngài và được xử lý, tỉa sửa bởi Đức Chúa Trời. Thần của Đức Chúa Trời hoạt động trong con người để mang cho họ sự khai sáng và soi sáng, và để họ phối hợp với Ngài và thực hành. Đức Chúa Trời không phán trong khi tinh luyện. Ngài không cất tiếng, tuy nhiên vẫn có công việc mà con người phải làm. Ngươi phải giữ vững những gì ngươi đã có. Ngươi phải vẫn có thể cầu nguyện với Đức Chúa Trời, gần gũi với Đức Chúa Trời và đứng ra làm chứng trước Đức Chúa Trời. Theo cách này, ngươi sẽ làm tròn bổn phận của mình. Tất cả các ngươi nên thấy rõ từ công tác của Đức Chúa Trời rằng những thử thách của Ngài về sự tin tưởng và tình yêu của con người đòi hỏi họ cầu nguyện với Đức Chúa Trời nhiều hơn, và rằng họ thưởng thức lời Đức Chúa Trời trước Ngài thường xuyên hơn. Nếu Đức Chúa Trời khai sáng ngươi và để ngươi hiểu ý muốn của Ngài, và dẫu vậy ngươi vẫn không đưa bất kỳ điều nào trong đây vào thực hành, thì ngươi sẽ không đạt được gì cả. Khi ngươi đưa lời Đức Chúa Trời vào thực hành, ngươi vẫn nên có thể cầu nguyện với Ngài. Và khi ngươi thưởng thức lời Ngài, ngươi nên đến trước Ngài, tìm kiếm và đầy tin tưởng nơi Ngài, không chút cảm giác ngã lòng hay nguội lạnh. Những ai không đưa lời Đức Chúa Trời vào thực hành thì đầy năng lượng trong các buổi nhóm họp, nhưng lại rơi vào bóng tối khi họ về nhà. Có một số người thậm chí không muốn nhóm họp cùng nhau. Như vậy, ngươi phải thấy rõ bổn phận mà con người nên làm tròn là gì. Ngươi có thể không biết ý muốn của Đức Chúa Trời thật ra là gì, nhưng ngươi có thể thi hành bổn phận của mình. Ngươi có thể cầu nguyện khi nên làm. Ngươi có thể đưa lẽ thật vào thực hành khi nên làm. Và ngươi có thể làm những điều mà con người phải làm. Ngươi có thể giữ vững khải tượng ban đầu của mình. Theo cách này, ngươi sẽ có thể chấp nhận bước công tác tiếp theo của Đức Chúa Trời nhiều hơn. Khi Đức Chúa Trời hoạt động theo cách kín đáo, thì sẽ là vấn đề nếu ngươi không tìm kiếm. Khi Ngài phán và giao giảng trong những buổi nhóm họp, ngươi hăng hái lắng nghe. Nhưng khi Ngài không phán, thì ngươi thiếu năng lượng và co rúm lại. Loại người gì mà lại hành động theo cách này? Đây là người chỉ theo bầy đàn. Họ không có lập trường, không có chứng ngôn và không có khải tượng. Hầu hết mọi người đều như thế này. Nếu ngươi tiếp tục theo con đường đó, một ngày kia khi ngươi gặp một thử thách lớn, ngươi sẽ rơi vào sự hành phạt. Có lập trường là điều rất quan trọng trong quá trình hoàn thiện con người của Đức Chúa Trời. Nếu ngươi không hoài nghi một bước nào trong công tác của Đức Chúa Trời, nếu ngươi làm tròn bổn phận của con người, nếu ngươi chân thành giữ vững những điều Đức Chúa Trời bảo ngươi đưa vào thực hành, tức là ngươi nhớ những lời thúc giục của Đức Chúa Trời, và cho dù Ngài làm gì trong hiện tại, thì ngươi cũng không quên những lời thúc giục của Ngài. Nếu ngươi không hoài nghi về công tác của Ngài, duy trì lập trường của ngươi, giữ vững chứng ngôn của ngươi và chiến thắng mọi bước đường, vậy thì cuối cùng ngươi sẽ được hoàn thiện bởi Đức Chúa Trời và được trở thành một người đắc thắng. Nếu ngươi có thể đứng vững qua mọi bước thử thách của Đức Chúa Trời, và nếu ngươi vẫn có thể đứng vững đến tận cùng, vậy thì ngươi là một người đắc thắng. Ngươi là người đã được hoàn thiện bởi Đức Chúa Trời. Nếu ngươi không thể đứng vững trong những thử thách hiện tại của mình, vậy thì trong tương lai nó sẽ càng trở nên khó hơn nữa. Nếu ngươi chỉ trải qua một lượng đau khổ không đáng kể và ngươi không theo đuổi lẽ thật, vậy thì sau cùng ngươi sẽ không đạt được gì. Ngươi sẽ bị bỏ lại trắng tay. Có một số người từ bỏ sự theo đuổi của họ khi thấy rằng
Đức Chúa Trời không phán bảo, và lòng họ trở nên lan man. Chẳng phải người như thế là kẻ ngốc sao? Những dạng người này không có tính hiện thực. Khi Đức Chúa Trời phán, họ luôn chạy loanh quanh, trông có vẻ bận rộn và hăng hái ở bên ngoài. Nhưng giờ đây khi Ngài không phán bảo, thì họ ngưng tìm kiếm. Dạng người này không có tương lai. Trong những sự tinh luyện, ngươi phải bước vào từ một góc độ tích cực và học những bài học mà mình nên học. Khi ngươi cầu nguyện với Đức Chúa Trời và đọc lời Ngài, ngươi nên đánh giá trạng thái của chính mình dựa trên đó, khám phá những thiếu sót của mình và nhận thấy rằng ngươi vẫn còn nhiều bài học để học. Ngươi càng chân thành tìm kiếm khi trải qua những sự tinh luyện thì ngươi càng thấy bản thân còn khiếm khuyết. Khi ngươi trải nghiệm những sự tinh luyện, có nhiều vấn đề mà ngươi phải đối mặt. Ngươi không thể thấy chúng một cách rõ ràng. Ngươi than oán, ngươi phơi bày xác thịt của chính mình. Chỉ theo cách này, ngươi mới có thể khám phá rằng có quá nhiều tâm tính bại hoại bên trong ngươi.